Hey, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với so sánh smartphone. Trong video này, mình sẽ so sánh Redmi K50i với Redmi Note 11T Pro. Thứ nhất về thiết kế, nhìn qua thông số mặt kích thước, ta thấy là hai điện thoại này có kích thước giống hệt nhau, đều là 163,6 x 743 x 8.9 mm. Xét về trọng lượng, hai điện thoại không tranh nhau nhiều. Redmi K50i và Note 11T Pro đều nặng 200g. Còn xét về khả năng chống nước thì chỉ có Note 11T Pro hỗ trợ khả năng chống nước chuẩn IP53 thôi. Thứ hai về màn hình, cả hai điện thoại đều trang bị tấm nền IPS LCD, đồng thời đều hỗ trợ công nghệ HDR10 và Dolby Vision. Chúng đều có kích thước màn hình là 6.6 inch, tỷ lệ màn hình 85.1%. Cả Redmi Note 11T Pro và Redmi K50i đều có độ phân giải màn hình là Full HD+, Plus, đồng thời cả hai đều có tần số làm mới màn hình 144Hz. Độ sáng thì cùng ở mức trung bình là 650 nits. Về kính cường lực thì Redmi K50 i trang bị kính Gorilla Glass 5, còn Redmi Note 1T Pro thì mình vẫn chưa rõ. Nói chung là về màn hình cơ bản là hai điện thoại này đều khá đẹp và không có sự tranh lệch nhiều. Thứ ba, về hiệu năng, hai điện thoại cùng trang bị chip Dimensity 8100, tiến trình 5 nanomet, điểm Antutu 9 khoảng 820 000 Cơ bản thì hiệu năng trên lý thuyết của hai điện thoại này đều là như nhau. Thứ tư, về bộ nhớ, cả hai điện thoại đều có tùy chọn bộ nhớ là 6GB 8GB và 8GB Đáng tiếc là cả Redmi K50i và Redmi Note 11T Pro đều không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ. 5. Về camera. Xét về camera chính, cả hai điện thoại đều có độ phân giải 64MP, khổ độ F/1.8, dùng cảm biến Samsung Bright 5KW2 với kích thước cảm biến 1/1.72, không hỗ trợ chống rung EIS. Về ống kính siêu rộng, cả hai đều trang bị ống kính siêu rộng 8MP, khổ độ F/2.2, 120 độ. Đồng thời chúng cũng đều trang bị ống kính macro 2 megapixel khẩu độ F/2.4. Xét về khả năng quay video, cả hai điện thoại đều có khả năng quay video độ phân giải tối đa là 4K 30fps không có chống rung EIS. Tuy nhiên thì Note 11T Pro còn có khả năng quay video slow motion 120fps độ phân giải full HD, 960fps độ phân giải HD. Về camera trước, hai máy cùng có độ phân giải 16 megapixel khẩu độ F/2.5. Về khả năng quay video selfie thì K50i có khả năng quay full HD 30fps. Còn Note 11T Pro có khả năng quay full HD tối đa 6 fps. Nói chung là về camera thì Redmi Note 11T Pro nhìn hơn hẳn về khả năng quay video. 6 về pin, cả hai cùng có dung lượng pin 5080 mAh, sạc nhanh trang bị kèm theo của cả hai máy là 67W. 7 về âm thanh và kết nối, cả hai đều có trợ loa kép, tổng USB Type-C 2.0, Wifi 6, công nghệ Bluetooth 5.3, vân tay dưới màn hình và rách tai nghe 3.5 mm. 8 về giá cùng phiên bản bộ nhớ 628 GB, hai điện thoại này đều có giá khoảng 6,5 triệu. Cuối cùng thì mình có một số kết luận như sau. Cơ bản là Redmi K50i và Redmi Note 11T Pro không có gì khác biệt nhiều. Về hiệu năng thực tế thì mình sẽ sớm có video test game trước Redmi K50i, còn Note 11T Pro thì mình cũng đã có đánh giá rồi, nó đang bị lock FPS. Hiện tại trên lý thuyết thì hai điện thoại này có hai điểm khác nhau thôi. Thứ nhất là Note 11T Pro trang bị chống nước chuẩn IP53 và có khả năng quay video slow motion tốt hơn Redmi K50i.